What's up everybody? Chào mừng các bạn quay trở lại với Bitcoin Việt Nam. Blockchain technology là gì? Và vì sao blockchain lại đang là xu hướng đầu tư mới? Để trả lời cho câu hỏi đầu tiên thì hệ thống blockchain được chính thức hiện thực hóa ý tưởng vào năm 2008. Để dễ hiểu thì blockchain nó giống như, các bạn hình dung nó giống như một cuốn sổ cái kế toán trong kỹ thuật số, có khả năng xác thực hiệu quả các giao dịch giữa hai đối tác. Blockchain nó được thiết lập để ngăn chặn sự thay đổi dữ liệu và mọi thông tin trong blockchain đều không bị thay đổi, và chỉ khi có sự đồng thuận của tất cả các nút trong hệ thống thì thay đổi mới được bổ sung thêm. Thì đây là công nghệ truyền tải và lưu trữ thông tin bằng các khối liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian, theo các block. Và trong blockchain thì mỗi khối đều liên kết với các khối trước đó và chứa đựng các thông tin về thời gian khởi tạo, đảm bảo thông tin luôn được bảo vệ, ngay cả khi một phần của khối bị sụp đổ thì tất cả các thông tin còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. Tóm lại thì blockchain về cơ bản là một cơ sở dữ liệu chứa thông tin được nhiều người tham gia hệ thống cùng nhau quản lý, chứ không phải một cơ quan riêng lẻ như nhà nước hay là ngân hàng trung ương. Thì thông tin mới muốn được thêm vào cơ sở dữ liệu này thì cần có được sự chấp thuận của toàn bộ các thành viên trong mạng lưới. Đặc tính này giúp cái công nghệ blockchain tạo ra niềm tin vào dữ liệu, đồng thời giúp giảm đáng kể thời gian và tiền bạc cần để xác thực giao dịch. Tại sao blockchain nó có thể thay thế được cho một phần nào đó thay thế được cho hệ thống ngân hàng? Hay là tại sao nó lại cần phải thay thế cho hệ thống ngân hàng? Tại vì là những cái hệ thống ngân hàng hiện tại nó đang làm cái hiệu quả như là chúng ta nhìn thấy là bề mặt bên ngoài thôi, nhưng mà hoàn toàn nó có thể bị hack, tại vì nó là một cái centralized, một cái tập trung. JP Morgan là một tổ chức tài chính lớn của Mỹ đã từng bị hack, và rất là nhiều các hệ thống ngân hàng khác thì cũng đã từng bị hack rồi. Ngoài ra thì khi mà họ độc quyền trong cái việc khai thác giữa mối quan hệ của chúng ta đấy, thì họ hoàn toàn có thể tăng chi phí giao dịch này, và cái khả năng như là các bạn chuyển tiền hay rút tiền thì đều có cái chi phí giao dịch áp đặt của các ngân hàng ở trong đấy. Thì đấy là lý do mà cái blockchain nó tiên tiến hơn, nó giảm cái chi phí giao dịch, và tất nhiên là cái tốc độ nó cũng sẽ nhanh hơn. Chúng ta sẽ đến những cái đặc điểm chính của blockchain, thì nó có những cái đặc điểm gì, chúng ta sẽ đi sâu vào những cái đặc điểm đó. Thì thứ nhất thì các chuỗi blockchain nó không thể làm giả, không thể phá hủy. Theo lý thuyết thì cái blockchain chỉ bị phá hủy hoàn toàn bởi máy tính lượng tử khi thế giới không còn internet. Thứ hai là tính bất biến. Một khi những giao dịch hoặc dữ liệu được ghi bởi những người nắm giữ cái mã khóa bí mật và riêng biệt cho người khởi tạo ấy, gọi là private key, thì dữ liệu đó không thể sửa chữa và nó sẽ được lưu lại mãi mãi. Thứ ba là cái tính bảo mật dữ liệu, nghĩa là các thông tin dữ liệu về các chuỗi blockchain phân tán sẽ được giữ an toàn tuyệt đối, và chỉ có người nắm giữ cái private key mới có quyền truy xuất cái dữ liệu đấy. Nhắc đến độ bảo mật của tiền mã hóa thì có một thông tin không biết là nên khóc hay là nên cười. Khi mà Matthew Mellon là một triệu phú tiền mã hóa đã qua đời vì một cơn đau tim vào ngày 16 tháng 4, để lại hơn 500 triệu đô la XRP, và rất có thể là gia đình của anh ta sẽ không thể lấy lại được. Do cái phương pháp bảo mật của Matthew Mellon là nắm giữ gần như tất cả tài sản Ripple trong các ví lạnh, mà không có các token key của anh thì coi như tổng tài sản đó là theo anh xuống mồ. Thứ tư là bất cứ ai cũng có thể theo dõi toàn bộ lịch sử đường đi của blockchain từ địa chỉ này đến địa chỉ khác, nên nó rất minh bạch. Và thứ năm là smart contract, hợp đồng thông minh, nghĩa là các kỹ thuật số có thể được thực thi nhờ được nhúng bởi một đoạn code là if then then that, viết tắt là IFTTT, là khi như thế này thì việc gì xảy ra như thế nào. Các cái đoạn code này nó thay thế cho một bên trung gian, và nhờ cái hợp đồng thông minh này thì blockchain không cần bên thứ ba như là ngân hàng, mà vẫn có thể đảm bảo tất cả các bên tham gia đều biết được chi tiết hợp đồng, và các điều khoản sẽ được tự động thực hiện một khi các điều kiện được đảm bảo. Blockchain là một dạng công nghệ tương đối là tiên tiến ở thời điểm hiện tại, mà trong quá khứ thì có thể so sánh nó giống như là một cái sự bùng nổ của internet, và nó có thể thay đổi những cái không chỉ cách làm việc mà còn cách sống, tiêu dùng và tương tác giữa người với người. Và nổi tiếng nhất chính là Bitcoin. Có rất nhiều lĩnh vực có thể áp dụng công nghệ blockchain, như là tài chính ngân hàng, bán lẻ, vận chuyển hàng hóa, sản xuất, viễn thông, vân vân. Dựa vào từng tính chất thì chúng ta có thể ứng dụng blockchain vào một số ngành công nghiệp tương ứng. Ví dụ như sau, blockchain có đặc điểm là không thể làm giả và phá hủy, thì nó sẽ giúp người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đang được chào bán một cách dễ dàng. Thì điều này áp dụng rất tốt cho công việc sản xuất. Thứ hai là công nghệ blockchain sẽ giúp người bệnh nhân bảo mật toàn bộ thông tin và chỉ số xét nghiệm của mình dễ dàng.
chuyển và dễ dàng chuyển cái thông tin sang bệnh viện khác khi có nhu cầu. Cái này thì giúp giảm chi phí xét nghiệm khi đến các bệnh viện mới và đồng thời góp phần giúp quá trình tiếp nhận bệnh nhân diễn ra thuận tiện, nhanh chóng hơn, hỗ trợ cái khả năng chữa trị cho cái lĩnh vực y tế. Và thứ ba là áp dụng blockchain thì cũng góp phần minh bạch hóa những cái cơ sở dữ liệu, ví dụ như là việc quản lý các chứng chỉ, bằng cấp, hồ sơ học viên, giúp những tuyển dụng viên dễ dàng truy xuất nguồn gốc cơ sở đào tạo hay quá trình học tập của các ứng viên, của sinh viên hay là học sinh ở các cấp độ, thì đấy là đối với giáo dục. Thứ tư là lại là cái tính bảo mật thì hoàn toàn có thể áp dụng với ngành tài chính ngân hàng. Thì nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính đã và đang áp dụng cái công nghệ blockchain để nâng cao độ an toàn bảo mật nhưng với chi phí thấp để giữ chân và kêu gọi thêm khách hàng. Thứ năm thì thường cái sự tin tưởng của người tiêu dùng và một yếu tố nữa là chi phí cao cho cái mô hình phân phối là những cái thách thức lớn cần được các doanh nghiệp giải quyết để thương mại điện tử tiến xa hơn nữa. Thì cái thương mại điện tử giống như là Lazada, Sendo, những cái hay là lớn hơn nữa là Amazon, thì chúng ta thấy là những cái công ty này là nó có được cái sự tin tưởng tại vì là họ đã hoạt động rất lâu dài rồi, nên là đã phải trải qua một khoảng thời gian rất dài để chiếm được cái lòng tin của người tiêu dùng, người ta tin một cái bên thứ ba đó. Bây giờ giả sử như bạn mua một món đồ, bạn chưa bao giờ nhìn thấy, cầm nắm trên tay, không biết nhãn mác như thế nào mà bạn vẫn mua, thì chứng tỏ là bạn rất là tin tưởng cái bên thứ ba đó, tại vì họ từ trước đến nay toàn bán đồ chất lượng cao rồi, thì bạn mới chấp nhận và mua. Và lý do mà bạn sẽ luôn tập trung mua những cái tập đoàn lớn như thế. Chứ còn bây giờ giả sử một cái startup nhỏ cũng làm tương tự mô hình giống như Amazon thì liệu bạn có mua không? Thường là không, đúng không? Trừ khi là bạn có nguồn tiền rảnh rỗi rất là lớn và thích đi khám phá. Thì may ra thì cái sự tin tưởng đối với người dùng là một cái thách thức lớn cho các doanh nghiệp. Và thứ hai nữa là cái chi phí vận hành. Thường thì khi mà bạn mua hàng online trên mạng nó sẽ hay cộng thêm một khoản chi phí nhỏ nữa. Thì rõ ràng là họ cung cấp cái dịch vụ đến cho bạn thì phải có thêm chi phí ship đồ, cung cấp, duy trì trang web, nhân viên, vân vân, rất nhiều khoản chi phí đập vào. Thì những cái thách thức lớn đó của thương mại điện tử thì hoàn toàn có thể xử lý bằng hợp đồng thông minh, ứng dụng công nghệ blockchain, thì sẽ làm tăng tin tưởng của người dùng và giảm chi phí cho mô hình phân phối, cũng làm giảm luôn cái giá thành sản phẩm, thì sẽ được lợi cho cả hai, giúp doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử thì dễ dàng ký kết với nhiều đối tác chỉ trong thời gian ngắn và thủ tục được giảm lược hơn rất nhiều lần, và người tiêu dùng thì cũng được mua hàng với giá rẻ hơn. Nên là rõ ràng nhờ những ứng dụng tiềm năng như thế thì hiểu được blockchain technology là gì và trang bị cho mình những kiến thức về blockchain là việc rất là cần thiết. Và thậm chí đây còn có thể là con đường dẫn lối cho rất là nhiều người bạn trẻ với những cái cơ hội triển vọng về nghề nghiệp hay là về những cái công nghiệp mới trong tương lai. Đó, hy vọng là sau những cái video này thì các bạn có một cái góc nhìn về blockchain, một cái góc nhìn hiểu rõ hơn về công nghệ, xem công nghệ đó là gì. Và nếu các bạn thích thì hãy để lại một like và đồng thời comment xuống bên dưới những vấn đề thắc mắc mà các bạn muốn được tìm hiểu, để chúng tôi sẽ tiếp tục làm những video tiếp theo để giải đáp các thắc mắc cho các bạn, cung cấp chia sẻ những kiến thức về công nghệ blockchain hay là về đầu tư, về tiền mã hóa vân vân. Thì các bạn hãy comment xuống bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.